Cha không lạnh sao mặc ít áo thế? Không. À. Áo khoác đâu không khoác vào. Thế vừa đi tìm trâu cho cô à? Vâng. Đi tìm trâu tôi thấy chưa? Chưa sắp. Đi thôi. À tí mới đi gì? Tí đi cùng với cô ấy gì? Vâng. Cháu cáo nghe là thanh hóa thương cháu gửi vừa cho cháu. Ừ. Đấy thế nào. Lâu lắm rồi mê được nghe câu cảm ơn rất là dễ thương của cha nhá. Cha nói cảm ơn thì nghe rất là thích nghe. Dũng Lan kính chào quý khán giả nhá. Một cái góc quay mà lâu lắm rồi mình mới tái hiện lại, đó là ngồi ở trước cửa nhà của cha. Hôm nay thì có một chị ở Thanh Hóa gửi quà cho cha. Và cũng rất là lâu rồi mình cũng mới lại gặp được cha. Thì chị Nhung ở Thanh Hóa thì gửi cho cha một cái món quà trị giá 700.000. Thì mình mua 30 cân gạo hết 400.000, còn 300.000 thì mình mua một cái chăn lông cừu lên để cho cha vì thời gian này thì rất là rét. Và hôm nay thì cũng sẽ ghi hình một chút cha để cho các bạn quan tâm đến cha được biết là hiện tại thì cha như thế nào nhá. Cũng rất là lâu rồi cha không lên sóng rồi. Cười lên. Đấy, chăn đấy em mang vào trong. Gạo để anh bê vào. Ấm mất quai rồi. Ok anh cảm ơn. Ấy chỗ gạo kia cha chắc là phải ăn phải được 2 tháng nhỉ? Được 2 tháng không? Một à mà cha có khi không biết là hai một tháng là bao biết 1 tháng bao nhiêu ngày không? Biết. 1 tháng bao nhiêu ngày? 30 ngày. Đúng rồi. Thế là 1 tháng thì có ăn hết được cái chỗ kia gạo không? Ăn hết không? Chưa. Chưa hết đâu gì? Vâng. Đấy chắc phải ăn được hai tháng đấy, ăn được đến Tết luôn đấy. Thế còn trên nhà chư còn gửi mấy bao thóc nữa? Có gửi thóc ở trên đấy nữa không? Không gửi nữa à? Thế giờ thóc để đâu? À cho trên này á? Trên này thôi. À ừ. Ừ anh nhớ rồi, đợt trước là do cái mái nó mưa nên là mình mới gửi đấy thôi đúng không? Ừ, còn bây giờ mái kín rồi thì để thóc ở đây. Lên đây thì có một tin hơi hơi bất ngờ một tí là thấy bảo cha sắp đi lấy chồng có phải không? Phải rồi à cha. Không biết là lên vui hay là lên buồn. Cha thì thấy thế nào? Buồn hơn. Cha buồn à? Cha chưa thích đi lấy chồng đâu đúng không? Đúng. Nhưng mà thế bên nhà chồng người ta bảo sao? Bảo là lấy. Tức là họ sẽ đến họ bắt về à? Vâng. Nhưng mà bây giờ chưa đủ tuổi thì là không cưới được đâu đúng không? Vậy là cứ về nhà chồng ở thôi hả? Vâng. Thế cha sang đấy ở mấy hôm rồi? Đã sang ở hôm nào chưa? Chưa. Chưa. Sản phẩm của cha đây. Đây là thêu hình trái tim à? Phải trái tim không? Không. Hay cái nhà? Không phải đâu. Giống giống cái nhà nhỉ? Thế từ đợt đấy là cha làm được mấy cái váy rồi? Hả? Làm được mấy cái váy rồi? Mấy cái? Làm mấy? Là số mấy anh không? Anh chỉ biết IOP là 3 thôi, còn sau không biết nữa. Chú bỏ cha đi bố. Cha mỏ mua này, số cả đấy cha ta. Chàng là... Thế còn cái dây này là cha làm hay là mua? Mua thôi. Cái này là phải mua hả? Vâng. Cái nó Mấy mấy chục nghìn cái dây này. Mấy chục nghìn. Không biết. Ai mua cho mà không biết? Mình mua thôi. Mua xong như vậy không nhớ là bao tiền à? 70. Hả? 70 nghìn á? Mỗi cái dây này 70 nghìn cơ. Em đã mua cơ của cái ký chồng sao? Em mua cái lên luôn, chứ tại chứ mua đã cắt luôn. Cô đi tìm châu trước à? Thế đã có thông tin bố bao giờ về chưa? Sao đợt đấy bảo là 4 tháng nữa bố về mà bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa về nhỉ? Sắp về rồi. Sắp về rồi á? Vâng. Thế mẹ đợt này đi làm gì?
Thế mẹ giờ đang ở đâu? Đang Hàn Tảo. Mẹ cũng bên đấy à? Vâng. Bên bên nhà người bên nhà chồng của cha? Không phải đâu. Nhà ai bên đây? Nhà chú thôi. Nhà chú à? Vâng. Nhưng mà vẫn là quyết định đi lấy chồng rồi thì. Vâng. Lấy ở bên Hàng Tàu. Vâng. Vẫn cái cậu mà hay up lên Facebook đấy hả? Tóc trụi trụi à? Hay cậu khác? Cậu cũ thôi. Cậu cũ thôi thì vẫn cái cậu từ trước đấy gì? Vâng. Yêu được một năm đấy nhỉ? Được không? Được. Được một năm. Khi nào mà về bên đấy thì cho anh sang đấy anh xem trong cuộc sống thế nào nhá. Vâng. Được không? Được. Vì mọi người còn muốn biết xem là cuộc sống sắp tới của cha sẽ như thế nào. Thế còn quần áo mùa đông rồi chăn các thứ có đủ ấm không? Có. Hiện tại đợt các cô gửi lần trước gửi quần áo cũng có gửi quần áo rét, quần áo mùa đông cho cha rồi đúng không? Đúng. Ừ, vẫn đủ mặc cái gì? Đúng. Còn bể nước này có bao giờ bị thiếu không? Không. Tại vừa anh nhìn thấy nó vẫn đang chảy tràn ra đúng không? Đúng. Ờ, công nhận là cái nguồn nước đấy thế mà nhiều thật, lúc nào mình cứ sợ là bị thiếu nước. Nên bể của cha sau một thời gian sử dụng thì thấy rất là tốt, chưa không có vấn đề gì cả. Tính ra dùng cũng được khoảng hơn 2 tháng rồi. Không có một cái vết gì luôn. Cha bảo nhà cái chú bên kia là cũng đi tù nhưng mà phải 35 nữa mới về cơ. Bố của cha thì bị nhẹ hơn. Thì bảo sắp về rồi nhưng mà không biết từ giờ ăn Tết có được về ăn Tết không? Hả? Về trước Tết thì gì? Vâng. À. Tết này được gặp bố của cha rồi. Thế tối tí mẹ cũng về nấu cơm, ăn cơm cùng cái gì? Tí mẹ về không? Có. Có về gì? Bên 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 kia thì người yêu của cha bao nhiêu tuổi rồi? 17 tuổi à? Mọi người mà biết tin cha chuẩn bị đi lấy chồng là mọi người cũng sốc lắm đấy. Rồi cố gắng là ủng hộ động viên cho cha đến 18 tuổi hãng đi lấy chồng. Nhưng mà bây giờ này thì không giữ được rồi nhỉ. Giờ không giữ được cha ở lại nữa rồi. Bảo đi học thì không chịu đi học. Đi học là không phải lấy chồng đâu. Cứ ở nhà này đi lấy chồng là khổ lắm đấy. Khổ hơn ở nhà nhiều. Về bên nhà chồng là phải đi làm với mẹ chồng, với bố mẹ chồng chứ làm gì được, đi chơi thoải mái này, đúng không? Đúng. Suốt ngày đi lên đồi, đi cày, đi cuốc thì khổ lắm. Trời mưa, trời nắng nữa. Thế mẹ có bảo thế không? Có. Mẹ cũng bảo thế. Vâng. Nhưng mà thế sao vẫn đi? Mẹ cũng bảo là giờ đi là khổ đúng không? Con này nó không ra ngoài à? Vâng. Hôm sau mà cứ ở đây. À em lại mới mua con gà này à? Mua bên Hàng Tàu ấy hả? Ở nhà bà. Ở nhà bà á? Mấy chục nghìn con này? 20.000 à? Cái con chó này to chưa này. To thật đấy. Con này em gọi tên là gì? Có đặt tên được không?
Hello, what's the name? Cô của cha. Ngồi đây cho nó ấm em ơi. Yeah. Ngồi đây cho nó ấm. Cha chuẩn bị nấu cơm à? Lạnh quá nhỉ? Ừ, trời lạnh mà. Dạo này em nào khỏe không? Không. Yếu ở chỗ nào? Có hay sang đi chơi với cha không? Dạ. Có hay sang đi chơi với cha không? Biết. Biết là giả vờ đấy. Làm gì mà lại không hiểu anh nói. Đấy, cha được cô, một cô ở Thanh Hóa cô ấy tặng cho cái chăn đấy với 30 cân gạo. Thế em thấy đẹp không? Thấy chăn đấy đẹp không? Đẹp chứ. Lông cừu cao cấp nhá. Cha chuẩn bị nấu cơm này. Cha này vẫn thích là xách cái can nước từ cái bể vào trong nhà này, xong để nước ở trong này, xong vo gạo, rửa rau. Chứ không thích ra ngoài trời, ngoài kia làm. Thành thói quen rồi, thói quen khó bỏ rồi. Cái này là cái mua đấy chứ nhỉ? Cái này là mua chứ không phải may. Ngắn ngắn quá chạ. Giờ em lớn lắm rồi em phải mua cái nó dài ra. Cái này còn trẻ con thôi. Dài không thích đâu. Không thích dài à? Không thích dài. Không thích dài. Nhưng lớn rồi phải mặc nó dài ra chứ. Đây váy của cô đo mà nó còn ngắn hơn váy của cô bao nhiêu rồi này? Bằng à? 1 triệu. Cái gì, cái váy của cô này 1 triệu á? Ừ. Mua váy. Đó. Ăn chưa? Con chua, con chua thúc là tỏ, con chua tốt sắc tỏ nó dễ à? Tính con đưa cho lụt tỏ nó hát sửa. Thế tối nay cha lại ăn cơm với cái gì? Có cái gì ăn rồi? Hả? Không có gì. Không có gì. À, có cái rau gì mà vừa mang về đúng không? Với mang ớt nữa à? Kho củi cho mùa đông của nhà cha thôi. Gà ngoài này của cha hết à? Hả? Thế nhiều gà to đấy. Có 2 con không phải á? Thế từ hôm lắp cái cửa cái cha đã bị ai nhốt vào đấy lần nào chưa? Hả? Kiểu ngồi trong mà có ai người ta đóng không ra được ấy. Bị chưa? Chưa. Bị đứa nào nó đóng nó rốt ở trong ấy chưa? Chưa. Mọi người sợ là bị nhốt vào trong. Tiêu. Ui, nước lúc nào cũng chảy thừa này. Cái chỗ này chắc là bình thường ấy, phải bảo cha lấy cái miếng xi gì để đặt vào đây cho nước nó chảy, nó khỏi bị hỏng cái nền này. Yeah. Lấy cái tấm ngói cũng được. Nước nó thừa quá bây giờ. Chắc phải tính phương án khác để cho nước thừa nó chảy đi thôi. Ra ngoài tí mà rét quá. Thế em đã đi lượm cỏ chưa? Chưa. Chưa đi đâu hả? Chưa đi. Không có ai đón. Anh đợt này bận lắm, anh chưa có kế hoạch đi mua cũng chải không thì anh dẫn đi cùng. Một mình cha mà làm nhiều rau phết nhỉ? Ăn hết không? Không. Thế có phải cha sắp đi lấy chồng không? Hả? Phải, tháng sau nha. Tháng sau á? Ừ. Thế là về nhà chồng trước Tết à? Ừ. Thế là hai bên là thống nhất rồi gì? Thật không? Thật. Sai thì sao? Không sai đâu. Không sai. Lại nói nhỏ với nhau cái gì đấy?
Không có cái gì mẹ ạ. À. Ngại anh rồi à? Và may hôm nay còn cho anh quay video nhá. Lên đây mấy lần như toàn trốn anh, giờ xấu hổ còn không cho anh quay cơ. Hôm nay bảo là cô Nhung cô ấy muốn xem hình ảnh của cha lâu lắm rồi không thấy nên là mới cho quay đấy. Mà bảo nói cảm ơn cô ấy, vẫn chưa nói được cảm ơn cô ấy này. Ngại anh. Ngại anh. Ôi, nồi cơm tràn rồi, sắp tràn rồi. Và một cái cúc áo lại bị tung ra rồi. Nãy giờ quên không để ý không lên hình này. Em này đợt đi lấy chồng cũng 17 sao nhỉ? 17 hay 16? 17. 17. Cha bây giờ mới có 15. Mình quá. 14 lại còn 14 nữa. Em muốn ơi. Đây là cha lại lấy nước cơm ra để tí ăn cơm đúng không? Vẫn cái bài ngày xưa đây à. Hôm lần đầu tiên mình ăn cơm cùng với cha mà không biết là cái nước là cái nước gì. Ôi nóng. Cứ thơm à, mà thật là nấu cơm cho nhiều nước thế. Đảo lên một lần nữa. Nó mới chín, dễ chín. Tối nay thì mình đã không ở lại ăn cơm với cha rồi đó, phải tí xuống dưới cơ. Nhà cho ăn quăng hết ở đấy rồi. Thế em tí ở lại ăn cơm với cha không? Ừ, ăn cơm hay cô cháu ăn cơm cùng cho vui. Anh thì không ở, anh phải xuống rồi. Đây, cha vẫn thói quen cũ là cứ phải mang can nước vào trong nhà nó mới yên tâm nhỉ? Nước để ở ngoài bể này mà vẫn chưa yên tâm là nước của mình à? Hả? Cứ phải mang vào trong nhà tích một can này. Nhưng mà trời nó cũng rét nữa nhỉ, mang vào trong ấy có làm gì nó đỡ gió. Nhưng mà thi thoảng cha phải nhớ nhặt những cái túi bóng gom vào xong đốt nó đi cho nhà nó sạch, đừng có để ra đấy nhiều quá, thi thoảng đốt đi. Từ ngày có bể nước thì thấy thế nào, thấy thích không? Đỡ được bao nhiêu công đi xuống dưới kia nhỉ? Thôi xách thế thôi. Xách nhiều quá lặng làm gì, nước ngay đây lo gì nữa rồi. Nước luộc rau. Xong cha bỏ cái chăn ra xem mà có thấy đẹp không? Xem đẹp hôm nào cầm về nhà chồng luôn nhỉ? Không, thích, thích cầm về nhà chồng không? Không. Hay để đây? Để cho bố mẹ ha. À, để cho bố mẹ à? Vâng. À, có hiếu đấy nhỉ? Đấy. Được không? Đẹp không cha? Đẹp không? Mang về nhà chồng được không? Cho bố mẹ thôi. Cho bố mẹ. Con gái đi lấy chồng. Mặt chắc là cái mặt, không biết mặt nào là đắp xuống nhỉ, anh không rõ cái chăn này đâu. Chắc...
Chắc là phải đắp mặt này xuống. Mặt này chắc là cho trên cho đẹp quá. Hả? Cha bảo cái gì? Bảo cái gì mà tự nhiên nhỉ? Anh nhỉ, anh chưa nghe ra cái gì. Rau là cái rau rừng nó sạch rồi, rau toàn rau mộc dại thôi. Thế cái nào là để chuẩn bị để cưới, để đám cưới? Cái đấy đâu? Xong chưa? Xong rồi. Cái đấy là cái nào, cái bộ nào? Bác nghe anh xem ra là váy cưới em đẹp không? Ở nhà bà không có váy đây rồi. Lại gửi bên nhà bà ngoại à? Dạ. Cả bộ luôn à hả? Dạ, bộ luôn. Thế là sẵn sàng cực sự rồi đấy. Mua được những cái gì nữa rồi, chuẩn bị được những cái gì nữa rồi? Ngoài váy ra thì còn có cái gì nữa? Không có gì. Rồi rau cải ngon quá. À quên, rau rừng đi. Giờ anh phải đi về rồi, trời tối rồi. Cha nói gì với cô Nhung đi, rồi anh đi về nào. Cháu cáo cô nhé là thanh hóa thương cháu cứ vừa cho cháu. Đấy, thế nào. Lâu lắm rồi mê được nghe câu cảm ơn rất là dễ thương của cha nhá. Cha nói cảm ơn thì nghe rất là thích nghe. Những câu khác thì không hay mấy, nhưng mà riêng câu này ngắn gọn nhưng mà hay. Thế cha cố gắng lên nhá. Nếu mà về bảo lại với bên nhà chồng để từ từ đợi đủ tuổi hắn cưới nhá. Ừ. Thôi yêu cũng được, thì giờ cũng không thể cấm được, nhưng mà đừng có cưới vội vàng. Về khổ lắm, ở nhà đây còn đỡ hơn. Nhá. Bây giờ anh đi về đây. Cha chào mọi người cả em nào. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại cha ở các video tiếp theo nào. Thế hôm nào thì cho anh lên quay phim tiếp nào, hôm nào lên quay nhá. Hôm nào lên anh em mình nấu cơm xong lại quay video nhá. Chắc tại anh không lên mấy nên là cha mới đi lấy chồng ấy. Thôi không chiếu cha nữa, trời bên ngoài tối rồi, muộn rồi, mình cũng sẽ dừng video đây và đi trở về xứ Nghĩa Lộ thôi. Ngày mai ngày kia thì mình sẽ tiếp tục đi trao các cái phần quà mà vẫn còn đang tồn đọng ở trên kênh. Vì là mình cũng bận nhiều việc, thời gian vừa rồi nhiều việc cá nhân quá nên là nhiều quà vẫn chưa chuyển đi được. Thì cũng mong là các mạnh thường quân đã gửi quà về kênh thì thông cảm cho mình.